hàng bom. Thì quả đâu? Chợ Văn Trì Đông Anh. Đông Anh. Hồ Chí Minh. Đông Anh của bọn gần đây đúng không? Đông Anh ở chỗ cầu Nam Thăng Long. Hồ Chí Minh tiếp. Lâm Đồng. Thi Minh Kim. Tên nước ngoài. Em đang ngủ mà em nhìn thấy bong bong này em tỉnh ngủ luôn. Các chị này tặng nha các chị nhá. Ok này cả. Ok này, rồi cái chị Lê Minh Quân này nhận được hàng rồi. Ok. Để đây đồng chí ạ. Cái này cái gì ạ? Đây là cái đơn mà viết mãi nhưng mà chưa có vận đơn sao? Có bao giờ? Không để lại. Để lại cho anh chị có gì ạ? Cứ xé hết. Nó không đọc. Thôi đây. Tặng mỗi người bọc bọc. Đừng lôi từ dưới lên trên nó tụt. Để đó, cái đấy nó dán một dính kỹ. Rồi ok, chào các chị nhá. Rồi ok này, rồi chị Lê Minh Quân và inbox cho bên em nhá. Rồi ok, chào tất cả các chị này. Chị nào đang tham gia livestream cho em xin dấu chấm vẫy tay tương tác đi ạ. Rồi ok, đặt hàng rồi 3 ngày chưa nhận được. Ok các chị ơi, đợi một chút nhá. Đợi hoặc là vào inbox cho em để em xin cái số điện thoại để em hỏi xem cái đơn hàng của mình đến đâu rồi. Các chị gái ơi, nhanh chóng tham gia buổi live ngày hôm nay. Hôm nay là bên em còn cái tải bom cuối cùng. Còn cái tải bom cuối cùng mang ra khui hết cho các chị gái này. Còn cái tải bom cuối cùng mang hết lên trên này. Khui ngày hôm nay em tặng, em cũng không bán thanh lý bom nữa. Mà em ngày hôm nay là tải bom cuối cùng cho nên em sẽ tặng bom. Tặng bom không đồng cho các chị gái luôn nhá. Hôm nay em tặng bom không đồng. Tặng cho mọi người hàng bom với giá không đồng. Tặng hết các chị ơi. Tặng hết bởi vì đây là cái tải bom cuối cùng. Tải thanh lý hàng bom cuối cùng với giá không đồng. Nhưng các chị thanh toán cho em tiền ship nhá. Tiền ship về bao nhiêu các chị thanh toán cho em nhá. Em cũng không thu lại của bưu điện gần đồng tiền nào đâu. Cho nên là các chị nhận hàng thanh toán tiền ship cho em nhá. Được chưa nào? Nhận hàng thanh toán tiền ship, tặng hàng bom, nhận hàng thanh toán tiền ship cho em được chưa nào? Đúng rồi, cho nên là đầu tiên chị gái nào mình đang tham gia livestream ngày hôm nay nhanh chóng comment cho em đi nào. Ngày hôm nay bên em sẽ không bán bom các chị gái nhá. Ngày hôm nay không bán 1.000, 5.000 hay 9.000 hay là mười mấy nghìn đâu. Ngày hôm nay tặng hết không đồng các chị gái luôn. Tải bom cuối cùng, thanh lý cuối cùng. Lưu ý cho em, phí ship bao nhiêu các chị gái lưu tự chịu cho em. Ví dụ chị gái nào ở xa, ví dụ 70, 80 nghìn đó thì các chị gái mình tự chịu cho em. À cũng không đến 70, 80 nghìn đâu. Chỉ tầm 30, 40 đến 35, 45 nghìn thôi. Tùy xa gần thôi. Nhớ giúp em là mỗi người được một cái và được tặng hàng bom. Nhớ giúp em nhận hàng này. Nhận hàng chỉ thanh toán tiền ship thôi. Tiền ship là tiền ship cho bưu điện, chứ bên em không thu 1.000 nào từ bưu điện. Nhớ là giúp em ngày hôm nay em sẽ tặng hàng bom. Tặng hàng bom với giá là không đồng. Và các chị chỉ cần là thanh toán tiền ship với bưu điện thôi. Bên em không cần phải hoạch toán, cũng không như cần là thống kê bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Các chị nhớ giúp em nhá. Hôm nay là tặng hết hàng bom. Chị nào hôm nay muốn tặng comment cho em là gì ạ? Tặng hàng bom cộng số điện thoại. Tặng hàng bom cộng số điện thoại. Ok, chưa được nhận à? Rồi ok. Chưa được nhận quà rồi ok, đúng rồi. Đây không phải quà, đây là em giải vía. Các chị nhận vía em nhá. Các chị nhận hộ mấy em mấy cái này nhá. Rồi ok. Đấy, tặng hàng bom cộng số điện thoại cho em. Các chị comment đi ạ. Đúng rồi ok, tùy duyên này. Rồi ok, em mới ạ. Rồi ok, thoải mái đi. Ngày hôm nay em tặng, bởi vì đây là cái bao bom cuối cùng ạ. Rồi ok. Ok cho em này. Ok này, chị Hải Yến Dương này. Viettel gọi một cuộc hay sao ấy. Không ok, chị Hải Yến Dương đặt lại ở trên này giúp em nhá. Để lần sau bên em sẽ để ý hơn ở cái phần mà để bảo bưu cục Viettel nó gọi điện lại cho các chị cẩn thận nhá. Rồi ok. Chị nào hôm nay muốn được tặng hàng bom em tặng chứ không phải bán đâu ạ. Đúng rồi, em sẽ tặng các chị gái nhá. Tặng hoàn toàn là hàng bom luôn này. Các chị gái ơi, mình lưu ý cho em. Bởi vì nhiều khi là bên em cũng chỉ là kiểu dạng như nhiều đơn quá không kiểm soát hết. Thì nhiều khi mấy cái bọn bưu tá là nó cũng kiểu dạng nhá. Nó gọi chỉ gọi cho vật vờ thôi, gọi 2-3 lần các chị gái mình không nghe máy là nó trở thành hàng hoàn liền. Cho nên các chị gái mình chú ý nghe thoại em đã bảo rồi, từ khi mà các chị gái mình đặt hàng ý, 2 đến 3 hôm, nhanh là 2 hôm là mình nhận được luôn. Cho nên là trong ngày hôm đó mà nhận được cái cuộc gọi nào mà số lạ ý, vui lòng gọi lại số đó
đó bảo là chị có thể nhận được hàng lúc này thì ngay lúc đó bưu tá sẽ đến là giao hàng cho các chị gái. Còn chắc chị gái mình không nghe máy hoặc là không gọi lại, nó sẽ trở về hàng hoàn liền các chị gái nhá. Trở về hàng hoàn liền. Cho nên là cái này nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Đúng rồi. Đấy. Ok đó các chị ơi, các chị đang comment rất là nhiều giúp em này. Đúng tặng rồi. Hàng bom cộng số điện thoại cho em ngày hôm nay em tặng nhá. Còn bây giờ em sẽ đọc tên một số thánh bom hàng. Đặt đúng tên rồi. Một số thánh bom hàng okay sau đó quay vào chốt cho chị này. Ok này, chị này chị gái gì đây? Chị gái này là chị gái Diễm các chị ạ nhỉ? Tên là Diễm đây này, ở Đồng Tháp đấy ạ. Địa chỉ 173 tổ 5 ấp Tinh Đông xã Tịnh Thới gì đây? À, Cản Lãnh gì đây? Đồng Tháp mà các chị gái ơi, đúng rồi. Ok, đấy. Cao Lãnh Đồng Tháp các chị nhá. Rồi ok, các chị nhớ giúp em là bên cạnh một số chị là bưu cục Viettel nó không gọi điện thì cũng rất nhiều là thánh bom hàng rất là ảo luôn. Đúng đấy rồi. Là sao ạ? Đấy là mua hàng đặt hàng cho cố nhưng mà. Rồi ok các chị ơi, nhớ giúp em để được tặng là chia sẻ cho em nhá. Để được tặng nhá, hôm nay em tặng 0 đồng. Tặng 0 đồng luôn. Tặng 0 đồng những cái hàng bom này luôn. Các chị chỉ cần thanh toán tiền ship cho bưu tá thôi. Bên em không thu 1.000 tiền ship nào luôn. À không thu 1.000 tiền nào luôn. Váy cách tân này các chị ơi. Váy cách tân này. Một con váy cách tân cực kỳ là đẹp luôn này. Ngày hôm nay tặng hết luôn. Tặng hết đúng rồi, váy cách tân mà lại đính hoa, đính nơ, đính đá cực kỳ là đẹp đúng này rồi. Tặng hàng bom cộng số điện thoại cho em. Nhớ cho em là mọi người chia sẻ cho em 10 lần với các hội nhóm đi ạ. Mỗi đúng người rồi. Chia sẻ đủ cho em 10 lần với các hội nhóm em tặng các chị em không bán. Ngày hôm nay là cái tải bom cuối cùng. Tải bom cuối cùng các chị nhà. Tải bom cuối cùng này. Đúng rồi các chị ơi, nhiều chị gái mình bị ẩn comment thì em không nhận được, à em không thấy được. Thì bởi vì sao? Đó là em không thấy được cho em không tặng. Còn em thấy chị gái nào em tặng liền các chị nhá. Không chia sẻ thì làm sao mà thấy được ạ? Không chia sẻ bị ẩn comment. Các chị nhớ giúp em nhá, chia sẻ cho em 10 lần và các hội nhóm giúp em là tí nữa em chốt hàng bom. Hôm nay em tặng chứ em không bán. Đấy, hôm nay em tặng bởi vì hàng đây đúng là bao bom cuối cùng này. Ok này, đây, em tặng không đây là cái bao bom cuối cùng. Tặng các chị ơi, tặng không vừa đi ship đâu. Đúng tặng rồi. Này. Tặng rồi thanh toán tiền ship cho em được chưa nào? Cái váy đang mặc rồi ok. Ok này, rồi các chị ơi, tặng cộng số điện thoại cho em và khu tiếp rồi. Này. Tặng hàng bom cộng cho em số điện thoại. Tiếp theo chị gái Thủy Từ các chị nhá. Chị gái này là chị gái Thủy Từ ở Bắc Giang. Thủy Từ ở Bắc Giang thì cái chị này em nhớ này. Em nhớ là có gọi điện cho em đấy. Ba cái váy luôn các chị nhá, ba cái váy luôn đặt cho cố ba cái váy. Nhưng mà nói thẳng với chị luôn đến là không nghe điện thoại. Đấy các chị ơi, rất là buồn luôn. Các chị gái nhớ giúp em nhá, rồi cái bom này rồi cái chỉ còn có cái đây là cái tải bom cuối cùng. Tải này em không để bán. Tải này em cũng không thanh lý mà tải này em tặng. Tặng để đúng tương rồi. Tác với nhau, để chị em mình tương tác với nhau. Ok, em thấy Mai Vương, thấy Bạch Phượng, thấy các chị luôn này. Thấy Trương Tố Uyên này, thấy Khoa Kim, đúng rồi. Có body, chị ơi, có body luôn. Mã nào chị cũng nào, có. Đúng rồi, bởi vì nó là hàng lôm côm. Bởi vì là hàng này tá là thập cẩm luôn. Cái gì đúng cũng rồi, có. Đây này, đây, các chị một phát 3 cái đây ba rồi. Cái váy gen thì liệu có là người không này các chị ơi? Ba cái váy gen có phải là ít đâu này. Đúng rồi, các chị gái ơi, mình lưu ý cho em này. Hàng bom này cũng chú ý nghe điện thoại cho em nhá. Không bây giờ em tặng, đã tặng không đồng rồi đấy. Hoàn về em lại chịu, ví xích thì chịu rồi. Đây các chị ơi, đây này, toàn váy gen đẹp như này. Toàn váy gen body, gen theo cực kỳ là đẹp. Tặng hàng bom cộng số điện thoại, đúng rồi, làm gì có lãi. Nhưng mà ngày hôm nay đây là cái tải bom cuối cùng các chị gái, nhớ giúp em này. Đây là cái tải xả bom cuối cùng của nhà em. Cho nên là em mang lên đây. Được chưa nào? Em mang lên đây là em làm sao? Em vừa, hôm nay em không bán. Như bình thường em sẽ bán hàng bom của em với giá rất là rẻ. Với giá chỉ có 9.000, 10.000 thôi. Nhưng mà ngày hôm nay em không bán rẻ mà em tặng cho các chị. Tặng làm sao để các chị chia sẻ cho em, để rộng rãi, để mọi người tránh những ngày thánh bom hàng này đi. Tránh những cái thánh bom hàng này đi. Mỗi người chia sẻ cho em 10 lần. Cái đơn hàng của mình ở hiện lại là em tặng nhá các chị nhá. Hôm nay em khui được bao nhiêu cái em tặng gần đấy chị. Em khui được bao nhiêu cái em tặng gần đấy chị. Các chị nhớ giúp em này. Em khui được bao nhiêu cái em tặng gần đấy chị. Cho nên là các chị nhớ giúp em này. Khui được bao nhiêu cái rồi cái em không bán đâu ạ. Em tặng nhá. Tặng hàng bom cộng số điện thoại cho em. Sau đó quay ra chia sẻ cho em 10 lần. Chia sẻ cho em 10 lần với các hội nhóm nào cũng được. Cứ chia sẻ cho em 10 lần và các hội nhóm là được chưa nào? Đúng rồi, đây tiếp một chị tiếp theo ở thành phố Hồ Chí Minh cho em này. Đúng rồi, em tặng 0 đồng hết nha. Và các chị chú ý nghe điện thoại cho em. Chứ bây giờ cứ bom đi bom về, em đã bán 0 đồng rồi. Em đã bán 0 đồng rồi, em đúng rồi, các chị nhớ giúp em nhá. Nhớ giúp em này, các chị thanh toán tiền ship cho bưu điện thôi. Bọn em không thu 1.000 nào đâu. Nhận hàng thanh toán tiền ship nha các chị nhá. Kiểm tra nhận hàng này thanh toán tiền ship cho em. Em đã tặng hàng bom rồi thì thanh toán trên tiền ship chắc rơi vào đầu 30-35 nghìn một cái váy gen này thôi. Đúng rồi, 30-35 nghìn một con váy gen. Bây giờ đây là cái bom, đây là cái bao bom thanh lý toàn bộ hàng váy gen mùa hè, hàng váy gen mùa hè thanh lý cuối cùng của bên em. Chị nào hôm nay muốn mua em cũng không bán rồi, hôm rồi. Nay em tặng và nhớ giúp em là em sẽ tặng không đồng cho chị nào chia sẻ buổi live, chia sẻ cho em 10 lần với các hội nhóm. Ok, đến Lạng Sơn này rồi, ok các chị nhìn cho em này đây, đến rất Lạng nhiều Sơn. Lý do bom
Bom vì sao? Bom là một là không nghe điện thoại. Ôi, bom là hai này. Là làm sao? Đấy. Đây này. Bưu tá là kiểu như nhiều hàng quá ấy, không thèm giao ấy. Đúng lừa rồi. Đảo là gọi điện lên à quên, nhắn tin lên hệ thống là khách nhiều lần không nghe điện thoại. Đấy là làm lúc em cũng trách nhầm khách, em cũng xin lỗi những chị khách đấy. Nhưng mà đôi khi là bưu tá cũng làm láo mà khách đôi khi cũng láo nháo. Đấy, đời chán lắm luôn. Rồi thế nào? Các chị luôn. Ơi, hôm nay em tặng em không bán nhá chị nhá. Tặng không bán, các chị chỉ cần thanh toán tiền ship thôi. Ok được chưa nào? Ok rồi, bên em không cái, không rồi ok. Ra 4 cái luôn này. Cụ này là cụ được nào đây? Bây giờ là từ đâu đây? Từ Lạng Sơn là chúng ta đi đến đây. Từ Lạng Sơn là chúng ta đi đến Bà Rịa Vũng Tàu các chị nhá. Đi từ Lạng Sơn ra Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay là đi. Đúng rồi, hàng đi bao nhiêu rồi ơi? Tặng hàng bom cộng số thoại. Ok này, Vũng Tàu My đã chia sẻ 10 lần rồi. Ok này, cái ôi giời có chị chia sẻ 30 lần em cảm ơn chị luôn này. Chị nào cứ chia sẻ cho em. Ôi đây lại 3 cái. Ôi các chị ơi, em nói thật luôn. Ai mà nhận hàng của bên em ấy mà kiểm tra bảo hàng xấu, hàng không đẹp chị không lấy đâu. Em xin lỗi các chị đấy luôn. Đúng rồi. Em xin lỗi các chị đấy luôn bởi vì em làm bán hàng em không phục vụ tận tình cho chị đấy. Nhưng mà đây không phải là hàng xấu, hàng đẹp mà là đây là không buồn bỏ ra luôn. Bỏ ra xem. Đây các chị gái nhìn nhá, túi bóng đây. Túi bóng mới y nguyên như túi bóng, chưa có một cái vạch nào bóc ra các chị gái nhá. Chưa có một cái vạch nào bóc ra luôn cho em này. Rồi ok, chúng ta đi từ Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta đi qua thành phố Hồ Chí Minh cho em nào. Đi qua thành phố Hồ Chí Minh cho em để điểm danh những cái thánh kiểu dạng cho vào sách đỏ chị gái nhá. Đây thánh này, thánh Ngọc Oanh ạ. Thánh này là Ngọc Oanh, em xin lỗi là những chị gái nào mình đã bo màng của bên em một lần thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai đặt hàng của bên em một lần nữa. Sẽ không bao giờ có cái mùa xuân để được mua hàng của bên em nữa rồi. Đánh rồi, ôi trời ơi, toàn váy ren mùa hè đó các tình yêu ơi. Toàn váy ren mùa hè là toàn hai con váy body này hoặc là một con xòe hoặc một con body này toàn. Đúng ơi các chị ơi, ngày hôm nay em tặng bởi vì đây là hàng hè. Hàng hè là bây giờ em không bán nữa. Bây giờ em tặng cho chị nào chia sẻ buổi live thôi. Em tặng nhá các chị nhá, tặng không đồng. Ship đến tận nhà thì các chị thanh toán tiền ship cho em. Nhiều chị lại bảo là nhiều chị lại bảo là sao? Nhiều chị bảo là có vừa đi ship không em? Ôi giời em lợi chị luôn. Đúng rồi. Không đồng mà lại còn vừa đi ship nữa thì em móc mồm ra các chị gái ơi. Em mấy hôm em bán nhà ra em sống, em ra ngoài sông ở các chị gái ơi. Đúng rồi, chúng ta đi từ miền Nam ra đến miền Bắc các chị gái nhá. Đây cụ này Thái Nguyên, cụ này ở Thái Nguyên đây này, địa chỉ đây này, chợ Yên Bình gì đây, phố Thái Nguyên các chị ạ. Ở Yên Bình Thái Nguyên đây, chúng ta đi từ miền Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi đảo ngược ra miền Bắc này các chị ơi. Rồi tiếp cụ này đâu, lại vào thành Hồ Chí Minh, lại vào thành phố Hồ Chí Minh bởi vì toàn ship xa thôi chị ơi. Đúng rồi, toàn ship xa thôi. Các chị nhìn cho em một con váy này để em xé. Em xé cho các chị mấy con váy ren mùa hè các chị nhìn này. Đây đứng ra nhìn cho cái váy ren mùa hè này. Đây các chị ơi, một con váy ren body màu cam cực kỳ là đẹp như thế này cũng bom được là sao? Nhớ cho em này. Chị ơi hôm nay em không bán hàng nhá, em xả em tặng hàng bom các chị nhá. Rồi, hôm nay em không, bình thường em thanh lý hàng bom 19.000 nhưng ngày hôm nay thôi em tặng bởi vì đây em là cái thải bom rồi. Cuối cùng. À rồi ok, đã chia sẻ 20 lần cảm ơn chị gái luôn này. Đúng rồi, đã okay. Chia sẻ bao nhiêu lần cứ comment lên trên này giúp em. Tí nữa hệ thống của bên em nó sẽ tặng đây cho này, chị nào chia sẻ nhiều nhá. Lại cụ này ở Bình Dương này các trẻ ơi, lại cụ này ở Bình Dương Văn Hà, chắc là mua cho vợ hay sao? Mua cho vợ hay sao đây này mà lại bom hàng đây. Ủa lại một con váy cam này. Đúng lại rồi, con váy cam này em không có đủ hàng để bán luôn các chị nhá. Nhớ giúp em này. Ôi. Hàng mùa hè em nói thật bây giờ là thu rồi. Miền Bắc bên em ở Hà Nội, miền Bắc này rét căm căm rồi cho đúng nên rồi. Là váy hè này là em xả hết, váy hè em xả cho bằng thì thôi. Nhớ giúp em mỗi người chia sẻ cho em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần với các hội nhóm giúp em. Nhớ giúp em là chia sẻ cứ 10 lần với các hội nhóm, các hội nhóm ở đâu cũng được. Rồi. Hội nhóm ở đâu cũng được để mọi người biết ôi được rồi. Các chị ơi, con váy cách tân này. Ôi giời ơi, mọi người ơi, con váy cách tân đẹp như thế này các chị ơi, một con váy cách tân đẹp như thế này, đẹp người này các chị gái mình nhìn cho em xem nó có lỗ chỗ nào không ạ? Có lỗ chỗ nào không? Đây khóa đúng rồi, đúng rồi các chị ơi. Cái con váy cách tân này em là còn tặng luôn một cái tắc cài rồi đúng mà rồi, không đây lấy này. Các chị ơi. Đúng rồi, đây. Em nói thật với các chị gái là bên em làm ăn rất là ấy luôn, rất là có tâm, tặng kèm cả tắc cài, đẹp như thế này mà lý do làm sao mà không lấy. À mà đúng, đây có các chị ở đây em kể luôn. Đúng có rồi. Những cái thành phần rất là hãm như cái này. Đây em phải đúng nói rồi. Luôn là cái con này chắc là nó cũng tham lam, nói chung là tham lam sân si là cái tội thôi. Đúng bởi rồi. Vì làm sao người ta giao hàng đến mở cái váy ra. Mở cái váy ra bảo váy em ơi váy chị không thích váy đâu nhưng mà lại ăn trộm mẹ của người ta cái tác cài. Đúng ăn rồi. Trộm mẹ của người ta cái tác cài mấy chục bạc. Ấy các chị ơi thì mẹ đã không, nói chung là đã ăn nếu ai làm không ăn hiểu. Thế đúng không ạ? Không hiểu. Ai làm ăn thế đúng không ạ? Cái thằng đúng rồi. Kiểu dạng bưu tá nó kiểu dạng nó không để ý các chị ạ. Đúng rồi. Cái thằng bưu tá nó không để ý thế là ăn trộm mẹ cái tác cài của người ta. Thế là có hôm bom về em rất buồn cười luôn bởi vì là không toàn về thì váy mà không về thì tắc cài. Mẹ con này kiểu như là buồn cười, rất buồn cười luôn. Hay là thằng bưu tá nó ăn trộm tắc cài để cho người yêu nó.
Các chị có nghĩ cái thằng tắc cài nữa, cái thằng bưu tá nó xến hay không? Hay là tại đâu những cái thánh bom kiểu rất là bựa luôn. Đúng lấy rồi. Váy đặt váy không lấy váy ăn trộm tắc cài của người ta được chưa nào? Rồi. Các chị chia sẻ cho các chị ơi, tắc cái tắc cài có 10.000 20.000 em nói thẳng luôn là em cảm kích em cho luôn. Cảm kích gọi điện cho em bảo em ơi chị bán cho chị cái tắc cài và em ơi tặng cho chị cái tắc cài tặng luôn, việc gì mình phải làm ăn như thế này. Đây cụ tiếp theo chúng ta đi đảo ngược vào Vân Đợ, Lâm Đồng nhá. Đảo ngược vào Lâm Đồng cho em nào các trẻ ơi, chia sẻ cho em ở Lâm Đồng như nào. Cụ này là cụ tên là gì đây? Cụ này tên là Tường Văn, nghe vẻ hôm nay lắm con trai nhở, nghe vẻ là hôm nay là lắm cụ thế, lắm cụ trai, đặt coi như là đặt hàng rất là tặng người yêu hay sao, đặt mấy cái đây này, đặt mấy cái đây các trẻ ơi, đặt mấy cái đây này, đây này, ủ rồi ôi các trẻ ơi, một con váy đây là váy rồi, okay, đúng rồi, có kiểu ôi. Giống váy em đang mặc, váy em đang mặc là hàng mùa thu, hàng mới về, không có đâu. Đây con này XL này, này con này XL này, đủ size đủ số luôn, chị nào vừa size nào em bán size đấy. À hôm nay em tặng em không bán, nói nhầm đấy, là ngày hôm nay em không bán. Bình, rồi, okay. bình thường em tặng coi như ủ rồi, các chị gái mình nhìn cho em một cục như này 3-4 cái liền, tiền ship quá đúng rồi chưa? Riêng cái cục này em tặng luôn, em tặng luôn cả một cục, em không khui nữa. Nhớ cho em là ngày hôm nay em sẽ để 5 cục to nhất để tặng cho 5 chị. Này, đầu rồi. Nhìn cho em mã vật đơn này các chị gái ơi, có mệt người không? Có đúng mệt rồi. Người không nè? 5 cái cục đúng rồi, Việt theo bot. 5 em sẽ dành tặng 5 cái cục to nhất để tặng cho 5 chị. Đúng có rồi. Lượt chia sẻ nhiều nhất. Không biết là bao nhiêu lần, cứ chia sẻ nhiều nhất. Ví dụ như đây. Là người ta chia sẻ 10 lần cho mình về, 11 cho về mình, các chị gái mình bóc cho về. Mình chia sẻ 11, 12, 13 lần là mình được, được chưa nào? Cứ 5 chị chia sẻ nhiều nhất, ngày hôm nay em tặng mỗi chị một bọc luôn. Về các chị tự khui được cái gì được cái đấy đúng cho rồi, em được chưa? Về tự bóc bom cho nổ nhà nha, về mà bóc bom cho nổ nhà. Em nói luôn là đây. Về bóc bom cho nó nổ nhà các chị nhá. Bây giờ nhà em là nổ quá rồi. Đúng rồi các chị ơi, nhớ cho em này. Chị nào hôm nay cứ chia sẻ nhiều nhất em tặng 5 bọc bom bất kỳ. 5 bọc bom bất kỳ được chưa nào? Còn bây giờ em quay vào chốt. Bây giờ em quay vào chốt này. Đúng rồi. Chị gái nào mấy cái này cho vào trong túi bóng đi. Cô ơi, cho vào trong túi bóng đi. Nhớ nha, hệ thống kỹ thuật em bên em sẽ vào trang cá nhân kiểm tra luôn đây. Vào trang cá nhân kiểm tra luôn này, đọc tên chị gái nào là kiểm tra luôn. Còn không chia sẻ là để dành cho người khác nha. Không chia sẻ đúng là để rồi. Dành cho người khác luôn này. Đúng rồi, chị gái nào hôm nay mình chia sẻ là mình được chốt, bởi vì thực ra là cũng không có nhiều lắm đâu. Cũng tính ra là cứ có ngần này là hơn 30 chốt để tặng thôi. Đúng rồi. Cho nên là phần quà có ít mà người thì có nhiều, cho nên là đúng ai rồi, chia đây. Sẻ mình hiện lên đúng là rồi. Mình có. Ok, nếu mà mình đúng rồi. Còn nếu mà mình không chia sẻ mình ở lại live stream giúp em gì nữa, em xả váy ren đây nhá. Chốt luôn. Ok, chốt luôn này. Ok này, rồi cái Thảo Ly 50 nhóm này, Thảo Ly 50 nhóm này. Ok này, rồi ok này, chị nào Phan Thảo 20 nhóm này, rồi ok. Ok, chị nào ok này. Thu Vương 30 nhóm này, rồi ok các chị ơi, nhớ giúp em này chia sẻ livestream đi. Chia sẻ livestream em quay vào chốt này bây giờ, chốt đây. Đúng chốt rồi. Ngay bây giờ. Ok cho Lan Nguyễn một con này. Ai 50 nhóm đây? Tú Trang 50 nhóm này. Rồi ok này, Hồng à. Ngọc này. Đúng rồi. Ủa Hồng Ngọc. Hồng Ngọc 70 nhóm hay sao ấy? Đây. Hồng Ngọc 70 nhóm cho hai cái, tặng hai cái luôn. Đúng rồi. Hồng Ngọc 70 cái cho hai nhóm luôn này. Ok chị gái nào đây? Chị gái nào đây? Nhớ là comment rồi, cho okay, em. Đúng ok, đúng rồi. Lan Vương một cái tiếp này. Đúng rồi, chị nhớ tụi em này, những chị nào chia sẻ nhiều nhất. Đúng tặng rồi. Hàng bom nhá, okay, tặng Trang bom này, Trang còi chia okay, sẻ 40 nhóm này. Bom này rồi ok, nhớ tụi em. Không đủ 40 nhóm. Không đủ 40 nhóm lập tức hủy đơn luôn. Cô ơi, cô kiểm tra luôn cháu đây. Không đủ 40 nhóm rồi. Rồi ok, Trang còi không đủ 40 nhóm ạ. Rồi ok, hủy của Trang còi nhá. Xin lỗi Trang còi luôn. Nhớ giúp em là chị nào phải thật tình ở đây. Thật thà ở trên này mới được tặng nhá các chị đúng nhá. Rồi, không phải thật ba thà luôn ở trên đâu. Này mới được tặng được chưa nào? Đúng ok, rồi. Thu Vương này, Thanh Tú một cái nữa Bạch, này. Đúng rồi, Thanh Tú này, Bạch Dương 50 nhóm này. Rồi Bạch ok, Dương kiểm tra luôn Bạch Dương cho đủ 50 nhóm chưa nào? Bạch Dương kiểm tra Bạch Dương 50 nhóm chưa? Kiểm tra hàng Ngô đã chia sẻ 50 nhóm chưa? Lương Thu Hòa đã chia sẻ 30 nhóm chưa? Kiểm tra luôn cho em đi anh ơi. Kiểm tra luôn cho em để em tặng luôn. Rồi, à ok, okay này. Rồi, chưa okay. Kiểm tra, chưa chia sẻ rồi ok. Hủy quà nhá. Hủy quà của gì đây? Hủy quà của Bạch Dương à? Hủy quà của Bạch Dương chốt cho người khác này. Ok, su su 70 nhóm này. Không rồi. Đủ 70 nhóm hủy quà nhá các chị nhá. Rồi ok, nhớ giúp em này, chia sẻ cho em đi nào. Rồi. Mọi người chia sẻ cho em nào, nhớ giúp em này. Rồi ok. Đúng ok này, Diệu Hằng cái này rồi ok, Phương Ly một cái này rồi ok, chị chia đúng sẻ rồi. Cho em đi. Tiếp đây Yến Phạm một cái nha, cho Yến Phạm một cái này. 50 okay, nhóm Bạch này, Phượng. Không Bạch đủ Phượng. 50 nhóm này, đúng không rồi. Đủ 50 nhóm mình lập tức hủy đơn cho em. Đúng rồi. Bởi vì em sao, ở đây rất nhiều người chia sẻ nhiều rồi. Được thế nào, còn bây giờ bên em
quay đây, đúng 5 rồi. Bọc bom này. Đây đây nha các chị nhá. Đây, 5 cái bọc bom như thế này em tặng free cho 5 chị cuối cùng. Tặng free cho 5 chị cuối cùng có lượt chia sẻ nhiều nhất. Về nhà tự mà khui nha. Về nhà tự mà khui không biết là cái gì luôn, về nhà tự mà khui cho em. Thấy sản phẩm gì thì mặc cho em sản phẩm đó. Lưu ý cho em là như thế này. Còn bây giờ bên em xin phép được qua một cái chương trình thứ hai. Rất là nhiều chị gái mình hỏi váy em mua, hoặc là hỏi em là cái váy này có bom không, thì bây giờ đây. Bây giờ đây em bán cho chị với cái giá sập sàn luôn nhá. Ngày đúng nay rồi. Váy nha em mặc 280.000 giảm còn 140.000 này. 280.000 ngày nay còn 140.000. 140.000 một con váy nha em mặc luôn. Chị gái nào mình ưng con này chốt nhanh cho em là xả váy xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại các chị nhá. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn này các chị ơi. Xòe nha em mặc có đầy đủ tổng cộng là 5 màu: đen, đỏ, trắng, hồng và cuối cùng là tông màu da. 280 còn 140, 280 còn 140.000 đầy đủ size SML cho tới XL, từ 40 đến 65kg là mình có size vừa cho em luôn. Chất liệu hoàn toàn 100% là gen theo hoa này. Đúng đơn rồi, hàng ok, được chưa nào? Rồi ok, chị nào lấy cái này comment cho em là xả, bây giờ em xả nhá. Bây giờ bên đúng em rồi. Chuyển qua xả váy mùa thu, từ 280 em xả còn 140 các chị ơi. Đúng rồi, bây giờ em chuyển này. Qua xả váy nhá đúng các chị rồi. Nhờ xả váy mùa thu, từ 280 còn 140, 280 bây giờ còn 140. Chị nào muốn mua váy này comment cho em là gì ạ? Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho bên em vào đơn các chị này. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm xòe màu đỏ các chị nhá. Ngoài xòe màu đỏ này bên em còn xòe màu đen, xòe màu da, xòe màu hồng và cuối cùng là xòe màu trắng này. Đặt mã sản phẩm này chốt nhanh cho em là xả váy xòe kèm đúng màu cộng số điện thoại là bên đúng em rồi, lên đơn các chị ơi. Bên em tặng thì cũng chỉ có ngần đấy thôi. Bên đúng em rồi. Làm sao mà tặng hết được hết mấy trăm chị được, đúng chưa ạ? Các chị bên em cũng tặng, bây giờ làm sao bên em lấy hàng mới ra tặng được các chị được. Bên em tặng là tặng hết rồi. Tặng hàng bom, đây là tải bom cuối cùng em mới tặng được, được chưa nào? 70 nhóm nhưng mà chị comment sau làm sao em thấy, được chưa nào? Còn bây giờ em chuyển qua bán hàng, chuyển qua xả váy gen mùa hè. Xả đúng từ 280, xả còn 140. Chị nào yêu thích cái mã sản phẩm váy gen của bên em thì đặt hàng cho em, được chưa nào? Em đúng xả rồi. Váy gen mùa hè, được chưa nào? Đúng rồi, chất liệu của nó hoàn toàn 100% là gen theo hoa hồng các chị nhỉ? Chất liệu hoàn toàn 100% là gen theo hoa hồng. Đầy đủ size SML cho tới XL, từ 40 đến 65kg là mình mặc bao đẹp cho em này. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy gen xòe kèm màu cộng số điện thoại. Em đang mặc đây là tông màu đỏ, ngoài ra còn có tông màu đen, tông màu hồng, tông màu hạ da, tông màu đen và đúng cuối rồi, cùng okay là màu này. Trắng này. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em có tất cả 4 màu: màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu da, được chưa nào? Màu nào cũng xinh luôn, được chưa nào? Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại rồi. Cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn các chả nhỉ? Bao nhiêu tiền ạ? 400 à, bao nhiêu tiền? 280. Đúng rồi, 280.000 ngày hôm nay bên em chỉ còn là 140. 280 còn 140, 280 chỉ còn 140.000 thôi. 100 bạc duy nhất một con váy ren này, quá là rẻ luôn đúng không ạ? Chị gái nào mình mua thêm đai ra thì và kèm thêm đúng cái tất cả thì là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em đây, từ 280 ngày hôm nay em xả còn 140. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đây là màu đỏ các chị nhá, màu đen, màu trắng, màu da, màu hồng. Bây giờ sẽ thử cho mọi người màu đen, được chưa nào? Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Váy bo ôm kia của em cũng 140.000, cả hai dáng nhá, một xòe một ôm em đều 140.000. Nhớ giúp em nhá. Ok này rồi, ok chị Bùi Lê Khánh Nguyên này. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại, xòe có 5 màu, body cũng có, ôm cũng có 5 màu, hai dáng đều là tay lỡ cho em. Xả váy xòe kèm, bây giờ thử màu đen cho các chị luôn này. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại. Ok này, chị nào có số điện thoại mình có đơn hàng cho em. Từ bao nhiêu cân ạ? Từ 40 đến 65 cân, đủ SML, XL. 65 cân mình bao vừa cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại. Đây là màu đen các chị gái ơi. Em đang mặc trên người đây là xòe màu đen các chả nhá. Tông màu nào cũng đẹp và tông màu nào cũng nổi bật luôn. Váy ren này bên em đầy đủ 2 lớp và đầy đủ 4 size SML cho tới XL, từ 40 đến 65kg là mình có size vừa cho em luôn này. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả váy xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại. Váy ôm và váy xòe đồng giá 140 các chả nhá. Đồng giá, đồng giá và đồng giá riêng size XL thêm cho em 5.000 đồng. Chị nào lấy thêm đai là thêm cho em 10.000 được chưa nào? Đai như đai da của hai con mannequin đang mặc các chị gái nhá. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại giúp em. Nhớ giúp em là từ 280 ngày nay chị nào comment đúng cú pháp là mình có đơn, là mình được giảm 140.000, còn 140.000 một chiếc thôi. Bình thường 280.000 mình chỉ mua được một chiếc, nhưng ngày hôm nay 280.000 các chị gái của em mua được hẳn 2 chiếc.
chiếc luôn. Xả váy xòe kèm màu cộng số thoại, đây là màu đen. Ship toàn quốc 30-35 nghìn cho em được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em, bên em hỗ đã hỗ trợ phí riêng các chị gái cho nên là mới chỉ còn là 30-35 nghìn rồi đấy ạ. Chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn này. Em đang mặc đây là mã sản phẩm xòe màu đen. Ngoài xòe đen em còn có xòe đỏ, xòe trắng, xòe da và cuối cùng là tông màu xòe hồng. Đặt hàng chốt nhanh cho em, ok bên em sẽ lên lần lượt từng mã sản phẩm một. Chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em, lấy váy ôm comment là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại, lấy váy xòe comment là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Đầy đủ size số SML cho tới XL, từ 40-65 kg là mình có size vừa cho em luôn. Em cả 1m68 nặng 50 kg, em chỉ mặc size S. Tùy chiều cao, tùy cân nặng, bên em sẽ lựa chọn size phù hợp sau khi kết thúc livestream. 67 kg không có size vừa đâu chị gái ơi. Hàng đầy đủ size số SML, XL từ 40-65 kg là mình mới mặc vừa cho em luôn. SML là 140 nghìn, XL thêm đúng thêm 5 nghìn là 140 nghìn. Xả váy xòe kèm màu cộng số thoại, ok đổi màu đen cực kỳ đẹp. Chị nào thích lấy màu nào thì lấy cho em. Nhớ cho em là chất liệu gen theo cực kỳ là đẹp luôn này. Gen theo cực kỳ là xinh, cổ tim viền cong, rất là đẹp luôn. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại đúng rồi. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào nữa chả nhở. Đầm ôm là 140 nghìn ngày hôm nay đồng giá. Ngày hôm nay đồng giá 140 nghìn. Đúng rồi, ok này. Đứng lên lấy cả ba màu. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại, chị nào thích xòe thì comment xòe cho em từ 40 đến bao nhiêu ạ? Từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. SML, XL từ 40 đến 65 cân là mình đúng mặc rồi, vừa. Đúng rồi, từ 40 đến 65 kg là mình có size vừa cho em này. Đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Ngày hôm nay 280 còn 140. 280 okay còn 140 này. Đúng rồi, chị gái Trần Loan cho em số điện thoại. Chị ơi, 280 ngày hôm nay em xả hết còn 140.000 một chiếc nhá. Đúng chị rồi. Nào muốn lấy thêm đai là 150.000. Chị nào muốn lấy thêm đính hoa 150.000 cho em, nhớ giúp em này. Mua thêm đai và mua thêm hoa ngày hôm nay sẽ có giá là thêm 10.000 nữa thôi ạ. Đúng rồi, ok này, 1m54 kg mặc, à 1m54 mặc được váy ôm các chả nhở. Không quan trọng cao bao nhiêu, chỉ cần dưới 65 kg là mình có size vừa cho em luôn. Bên em xong có người gọi điện tư vấn cho các chị gái mình mặc đẹp cho em này. Mua xòe chốt cho em là xả váy xòe, không comment xả, vui lòng mua với giá là 280.000 cho em. Đầm ôm đồng giá 140 với đầm xòe các chả nhở. SML là 140, XL đúng là rồi, ok này các chị nhớ có số điện thoại mình mới có đơn hàng nhá. Rồi cây okay, Hương Phan Thị Diễm bổ sung số điện thoại cho em. 40 đến 65 cân mọi người vừa hết cái mã này cho em. Ok này, rồi ok, đặt buổi sáng chốt rồi ạ. Đặt hàng comment cho em là xả váy kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn được chưa nào? Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy kèm màu cộng số điện thoại. Đúng rồi, xả váy xòe hoặc xả váy ôm, hai dáng mannequin đang mặc, một ôm một xòe. Chị nào thích lấy mã nào thì comment chốt nhanh cho em. Nhớ cho em là ngày hôm nay xả đồng giá từ 280, xả hết còn 140. Ai mua nhanh thì được, ai mua chậm là hết. Đây là cận cảnh của chất liệu gen ôm. Đây là cận cảnh của chất liệu gen ôm các chị gái nha. Của em có tất cả là 5 màu gen ôm, là màu đen mannequin đang mặc, màu đỏ, màu hồng, màu trắng và màu da. Khuyên thẳng các chị gái lấy hai dáng mà mặc được chưa nào? Ok, Phạm Duy Anh bổ sung số điện thoại cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em được chưa nào? Váy ôm của bên em này. Ok này, xả quấy xè. Rồi ok, xả váy xè xòe nhá. Rồi ok, xả váy xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại này. Em đang mặc trên người là mã sản phẩm váy ôm á chả nhở. Em đang mặc trên người là mã sản phẩm váy ôm. Váy ôm nha, em đang mặc có đầy đủ tất cả là 5 tông màu. Em đang mặc trên người là tông màu đen nhưng mannequin đang mặc ngoài ra còn có tông màu đỏ, tông màu hồng, tông màu trắng và cuối cùng là tông màu da. Cứ mua một váy và kèm một đai, cứ mỗi sản phẩm cộng thêm cho em 10.000 các chị nhá. Đúng rồi, chị nào muốn mua thêm đai là sẽ được mua thêm một cái đai da 10.000 cho các em. Còn chị nào không muốn mua đai là 140.000 cho em. Váy chỉ 140.000 một chiếc. Chị nào muốn mua đai này hoặc là muốn mua cái tác cài hoa này thêm cho em 10.000 được chưa nào? Đúng chị rồi. Nào lấy váy xòe thì 140.000, lấy váy ôm cũng 140.000. Muốn mua váy ôm comment cho em là xả váy ôm cộng số điện thoại, mã màu da đi chị. Ok, chờ một chút chị ơi. Váy xòe của em ok này, ok đặt hàng comment cho em. Đây là mã sản phẩm váy ôm của bên em nhá. Đây là váy ôm. Váy ôm toàn bộ hai dáng đều là tay lỡ cực kỳ là xinh luôn. Chị nào lấy váy này ok này các chị ơi. Váy màu hồng không? Váy có màu hồng chị ơi, có tất cả là 5 màu luôn. Đúng chị rồi. Nào lấy váy này của em Dung đang mặc comment cho em là váy ôm nhá. Đúng rồi, đặt mã em đang mặc comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại này. Váy ôm em đang mặc đầy đủ tất cả là 5 tông màu luôn, đen, đỏ, trắng, hồng và cuối cùng là tông màu da. Đúng dáng rồi. Của nó là dáng ôm body và thiết kế là dáng tay lỡ chả nhỉ. Đặt hàng chốt nhanh cho em này, em xả váy ôm kèm màu cho em nhá. Xả váy ôm kèm màu, chị nào thích lấy màu nào comment trong một dòng comment cho em.
xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại giúp đúng em. Đúng rồi, xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Váy ôm là 140.000, váy xòe là 140.000, giá đồng xả từ 280 đúng rồi, các chị ơi, màu đen quá là đẹp luôn. Chị nào đặt mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu đen kèm số điện thoại cho em, nhớ giúp em này. Từ 40 đến 65 cân là mình có size vừa. Chị nào comment đặt hàng đúng cú pháp cho em và trong một dòng comment giúp em là đơn hàng của mình không bị lạc trôi, không bị mồ côi đơn các chị nhá. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy ôm, đây là ôm màu đen này, các chị nhìn cho em này, quay lưng cho các chị xem này. Đúng rồi. Đấy, ôi dồi ôi, quay lưng, ôi dồi ôi, quá là đẹp luôn. Đấy, em kéo hết khóa cho các chị này. Vội quá không kịp cả kéo khóa. Đây các chị ơi, từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Vân ren sò thiết kế thêu cực kỳ đẹp luôn, len họa tiết, ren họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Ai có số điện thoại là có đơn, yên tâm nhá. Ai có số điện thoại 280 em xả còn 140 tình yêu ơi, 280 xả còn 140. Ok Trần Loan ạ, có số điện thoại là có đơn, yên tâm cho em nhá, không có tay ngắn đâu. Bây giờ em về hết hàng mùa thu, em vừa mới phải thanh lý hết hàng. Em vừa mới phải tặng hết mùa hè xong, bây giờ em bán mùa thu rồi các chị ơi. 280 còn 140. Chị nào lấy mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại, thêm đai là thêm 10.000 cho em nhá. Rồi ok, bây giờ em thử màu khác cho mọi người này. Rồi ok, mã đầm ôm của bên em có tất cả là 5 màu. Màu đen như ma, như em Dung vừa mặc. Đây là màu be này, đây là màu trắng này, đây là màu hồng và đây là màu đỏ. Các chị nhớ giúp em này, chị nào muốn mua thêm hoa hoặc là muốn mua thêm đai thì thêm cho em 10.000 thôi. Đai sẽ giống như đai da con ma canh màu hồng và màu đen kia đang mặc, được chưa nào? Đai là đai da chứ không phải là đai chun, được chưa nào? Chị nào lấy đầm ôm thì là 140.000, đầm xòe cũng 140.000 cho em, đủ S, M, L, XL từ 40 đến 65 cân, toàn là hàng gen thiết kế mới về cho nên vẫn đủ size. Ai thích lấy cái gì cứ lấy cho em. Xòe có 5 màu, ôm cũng có 5 màu. Đây, đây là ôm này, đỏ này, đen này. Đấy, đây là hồng này. Rồi ok, chị Sang họ Sang em chốt rồi đấy ạ. Rồi ok, nhớ giúp em toàn bộ là thiết kế tay lỡ cực kỳ là xinh. Nhưng em phân biệt là các chị nhìn cho em cận cảnh chất liệu này. Các chị gái nhìn cho em cận cảnh chất liệu này, ren thêu sò cực kỳ là đẹp. Đây là màu đỏ này. Đúng rồi, em đang mặc luôn. Đây là màu đỏ các chị nhá. Em đang mặc đây là đầm ôm. Đầm ôm màu đỏ này cực kỳ là xinh các chị gái. Mình nhìn cho em chất liệu này. Nhìn cho em nó chất liệu cho em nó phối cái hai phần sọc kiểu tạo kiểu chữ V. Phần sau nó có vân này cực kỳ là xinh cho em nhá. 280.000 ngày hôm nay chỉ còn là 140.000 cho size S, size M và size L. Nhá, các chị ấy đặt hàng cho em đi ạ. 45 ký mặc vừa cho em size S. Chị gái ơi, hàng đầy đủ size các chị gái nhở. Đúng rồi, thêm đai là thêm 10.000, thêm cái tác cài hoa này thêm 10.000 nữa cho em. Mua cả hai là thêm 20.000 cho em các chị gái nhở. SML là 140.000, còn XL thêm cho em 5.000 là 145.000. Size SML là 140.000, riêng XL là 145.000 cho em. Nói chung là thêm size là thêm tiền, bởi vì em đang bán váy với giá, với giá tiền vải thôi luôn. Cho nên là chị nào muốn mua thì đặt hàng cho em. Em đang bán với giá xả. Ok Trần Sâm ạ, có số điện thoại mình có đơn hàng. Ok yên tâm, tất cả những chị nào có số điện thoại là mình có đơn hàng, là bên em sẽ gọi điện để tư vấn, yên tâm cho em, được chưa nào? Ok này, bên em lên đơn trên máy tính, được chưa nào? Chị nào lấy cái váy này comment cho em là xả váy ôm kèm số điện thoại cho em. Đúng rồi. Ok, váy đúng ôm rồi. Của bên em này. Lưu ý cho em này, comment thêm chữ xả là giá 140, còn không có chữ xả là vui lòng mua với giá là 280 cho em các chị nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em hàng đầy đủ size số S, M, L, XL, 63g bao vừa cho em size XL chị gái ơi. Hàng quá là đẹp luôn, nhận hàng em nói luôn là chỉ có phê cho em thôi này. Gen hoàn toàn 100% là gen thiết kế. Váy này của em là váy gen đầm ôm, có tất cả là 5 màu, được chưa nào? Màu đen này, màu đỏ này, màu hồng này, màu trắng này. Và đây là màu da luôn, nhớ giúp em là gen thêu cực kỳ là đẹp, gen thêu họa tiết. Đặt hàng comment cho em ạ. Rồi ok, đặt hàng comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em, hoặc lấy váy xòe của em cũng 140.000. Em cảm S68 nặng 50kg các chả nhá. Em cảm S68 nặng 50kg luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy ôm hoặc xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại. Ngày hôm nay đồng xả kho từ 280 còn 140. Mã sản phẩm mới về đó các chả nhá, thiết kế dáng tay lỡ cực kỳ là phù hợp cho Bắc Trung Nam và phù hợp cho mùa thu đông hiện nay ở miền Bắc luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy ôm hoặc xả váy xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại. Hai mã sản phẩm này bên em đều có đầy đủ 5 tông màu, đen, đỏ, trắng, hồng và cuối cùng là tông màu da. Đúng rồi, bây giờ em sẽ lên cho các chị dáng xòe, được chưa nào? Váy xòe của em cũng 140.000 luôn, váy ôm cũng 140.000, đồng giá xả từ 280 xả còn 140. Các chị gái nên lấy hai cái mà mặc để thay đổi, được chưa nào? Nhớ giúp em đủ SML, XL. SML là 140, riêng size XL đã thêm có 5.000 thôi, được chưa nào? Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy ôm hoặc xòe cộng số điện thoại cho em. Ok dồn đơn ạ. Các chị nào cứ có số điện thoại là có đơn, bên em sẽ tổng hợp và để gọi điện cho các chị, được chưa nào? Mặc lại xòe đen. Ok bây giờ em sẽ lên xòe màu da cho các chị trước nhá. Em sẽ lên đủ màu cho mọi người luôn. Váy ôm của em có màu đen này, có màu đỏ này, có màu hồng này, có màu trắng này và có màu da luôn.
Chị nào lấy mã này comment cho em là xả váy xòe, à xả váy ôm. Còn váy xòe của em cũng có giá rẻ như thế là 140.000 cho em. 1m50 mặc dài qua gối cho em được chứ nào. Xả váy ôm hồng, ok chị gái yêu luôn này. Ok này, bỏ đai cho em, bo đai cho em chị ơi. Bỏ đây ra cho em xem. Đây mã này của em là mã xòe chị nhá. Đúng rồi, em đang mặc trên người đây là mã xòe màu da chả nhá. Hàng đầy đủ màu luôn, màu da, màu đen, màu đỏ, màu trắng và cuối cùng là tông màu hồng. Đặt mã nào chốt nhanh cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng suy lại. Hai dáng nó hoàn toàn là khác nhau, em khuyên chân thành các chị gái nên lấy một mã sản phẩm xòe, một mã sản phẩm ôm về mà mặc thay đổi. Bởi vì sao? Hôm nào mình cần phong cách lịch sự trang nhã mình mặc cho em đầm ôm, hôm nào cần sự yểu điệu quyến rũ và kiểu dạng nhà phong kiểu cách kiểu dạng thoải mái. Đúng rồi, đấy, thì mặc cho em đầm xòe. Đúng rồi, bởi vì sao? Đúng bởi vì sao nó xòe cầu tự nhiên ở phần cổ này. Phần gen này, phần gen thêu hoa này, các chị ơi nhìn gen thêu hoa hồng cực kỳ đẹp luôn đây này. Các chị ơi từ 40 đến 65 cân, 54 cân mặc size L cho em ạ. Rồi ok, đặt hàng ship toàn quốc 30-35 nghìn tùy xa gần cho em. Bên em nhận ship hàng toàn quốc các chị nhá. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy xòe, đây là xòe màu be hoặc là xòe màu da. Màu da, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Màu hồng nào cũng có hai mã đều có 5 màu giống nhau luôn. Và đủ 4 size S, M, L, XL. S, M, L là 140, riêng XL đắt lên thêm có 5 nghìn thôi. Chị đúng nào rồi. Đặt hàng các mình chốt nhanh cho em được chứ nào. Ok này, 54g bao vừa cho em size L chị gái ơi. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy ôm hoặc là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em lê đơn này. Em đang mặc trên người đây là đầm xòe màu da chả nhỉ. Ngoài màu da bên em đầy đủ tất cả là 5 tông màu luôn. Đen, đỏ, trắng, hồng và da. 5 màu, 4 size, 20 sự lựa chọn cho tất cả các chị gái mình luôn. Chị gái nào mình trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc đặt hàng, đó chính là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng điện thoại là bên em vào đúng đơn rồi. Quá là xinh luôn đúng này. Đúng rồi, chị nào ngày hôm nay mà muốn mua thêm đai chỉ có hai mã sản phẩm này em mới bán cho các chị đai với đính hoa là rẻ như vậy nhá. Đúng mua rồi. Thêm đai hoặc là mua thêm đính hoa thêm có 10.000 thôi. Giá trị thực của ngoài thị trường chắc phải rơi về tầm 30.000 nhưng bên em lấy số lượng lớn hàng vạn chiếc cho nên rất là rẻ luôn. Ok này, ôm màu da và xòe màu đỏ đúng rồi, lấy hai cái mà mặc để thay đổi chị gái nhá. Đúng xòe rồi. Của em có 5 màu giống ôm luôn. Chị nào lấy xòe thì comment xòe cho em xả váy xòe nhá các chị nhá. Vậy rồi ok, bây giờ giới thiệu chị mã váy ôm này. Rồi ok, các chị nhìn cho em này, chất liệu ren của váy ôm thì quá là đẹp luôn rồi các chị ơi. Váy ôm của bên em đây. Các chị nhìn cho em này, xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Màu đen, màu đỏ đô, màu hồng, màu trắng và màu da. Đây các chị nhìn cho em cận cảnh chất liệu này. Ren sò này, ren thêu sò này, cực kỳ là đẹp luôn. Từ 40 đến 65 cân ok, xả váy xòe ok này. Xòe các chị nhá, dáng xòe là sò o e ấy. Xòe và ừ, kia là dáng ôm. Đúng rồi. X o e. Ok, để chứ nào. Chị nào đặt mã nào comment chốt nhanh cho em này. Váy ôm của bên em này. Đây này, ôm đỏ này, ôm hồng này. Ấy, ôm trắng này. Đây là ôm màu da này, quá là đẹp luôn các chị nhìn cho em này. Màu mè này, đẹp chưa, ngọt chưa, quá là đẹp luôn. Mặc vào là xinh này, người yêu mặc vào thì xinh hơn là tiên luôn các chị nhá. Rồi ok, mặc vào thì chồng thì yêu mà người yêu thì chiều luôn. Đấy, từ 40 đến 65 cân. Nhớ giúp em là đủ size hàng nha, em là hàng thiết kế đủ size S, M, L, XL. Hàng này của bên em là gen nhập khẩu từ Quảng Châu. Ok này, chị nào đặt hàng cho em trong một dòng comment nhá. Em xả từ 280, xả còn 140. Riêng size XL là 145.000 cho em. Tình yêu nào đặt hàng cứ comment cho em là mã sản phẩm có hai mã là mã xòe và mã ôm nhá. Đúng xả rồi. Mã nào muốn mua mã nào với giá xả thì các mình xả mã đấy cho em nhá. Đúng rồi, em đang mặc đây là đầm xòe màu hồng các chị nhá. Màu hồng này là thuộc về phong cách trẻ trung, phong cách kiểu dạng thơ mộng nhá các chị nhá. Màu này cực kỳ là xinh luôn. Đúng hồng rồi. Này là hồng baby, không phải là hồng hồng phấn à, không phải là hồng đậm đâu, không phải là hồng quá là đậm đúng đâu rồi, cho các chị gái yên tâm này. Mã này của em là xòe màu hồng cổ tim cực kỳ là xinh luôn. Từ 40 đến 65 cân SML XL, hàng đủ size. Hàng này là hàng thiết kế nhập khẩu gen từ Quảng Châu và được gia công và thiết kế ở Việt Nam để phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của người Việt Nam mình. Đúng chị rồi. Nào lấy mã này thì comment cho em là xòe hồng cộng số điện thoại. Đúng rồi. Xả xòe hồng cộng số điện thoại là được mua với giá xả nhá. Các đúng chị rồi. Đang được mua với giá xả nhá. 140.000 là giá xả. Còn giá bình thường của nó 280.000. Cú chị nào đặt hàng trên like comment đúng cú pháp xả váy xòe hoặc là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Đồng xả từ 280 còn 140, SML là 140.000, riêng XL là 145.000 cho em. Mua thêm hoa thêm 10.000, mua thêm đai thêm 10.000 cho em. Mua cả hoa cả đai thêm cho em đúng 20.000 các chị nhỉ. Đặt đúng hàng rồi. Chốt nhanh cho em này. Mã kèm màu cộng cho em số điện thoại, hàng có tới tận size XL cho nên các chị mình yên tâm cho em. Đầy đủ size
SML, XL từ 40 đến 65 kg là các chị gái mình bao vừa cho em. Cho nên là không cần phải comment chiều cao cân nặng ở trên đây. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho từng chị gái luôn. Rồi. Việc cần làm là chú ý nghe thoạt thế thôi. Rồi các chị nhá. Rồi ok, xả váy ôm hoặc váy xòe cộng màu cộng số điện thoại cho em có hai dáng, một ôm một xòe. Lúc nào mình thích lịch sự, mình thích sang chảnh, tranh xả, mình thích có nghĩa là thì là mình mặc cái ôm. Lúc nào mà mình thích nhẹ nhàng, kiểu như là mình nhẹ nhàng mình đi chơi cuối tuần hoặc là mình đi đâu mình mặc váy xòe hoặc là mình đi ăn cỗ ấy. Mặc đi ăn cỗ mặc váy xòe thì không bao giờ lộ bụng luôn được chứ nào. Váy xòe của em có 5 màu luôn, còn váy ôm cũng có 5 màu giống như nhau luôn. Đây các chị nhìn cho em, chất liệu ren thì bao mềm mại luôn. Chất liệu ren thì bao mềm mại luôn, cũng là ren thêu nhưng mà ren thêu này là ren thêu sò. Ren thêu sò mặc vào nó có li ti mặc vào cảm giác rất là vân vân ren, rất là đẹp luôn này. Từ 40 ạ. Từ 40 đến bao nhiêu ạ? Từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Các chị nhìn cho em này, cận cảnh chất liệu ren này. Cận cảnh chất liệu ren này bao đẹp cho các chị luôn. Mã sản phẩm ôm quá là xuất sắc luôn, mà xòe cũng xinh. Tùy các chị lựa chọn thôi nhá. Tùy các chị gái của em lựa chọn là kiểu dáng thôi nhá. Được chưa nào? 280 em xả, còn 140 tình yêu nào đặt hàng nhanh chóng comment chốt nhanh cho em. Xả váy xòe hoặc xả váy ôm cộng số điện thoại cho em. Từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Váy ôm có 6 màu, à váy ôm có 5 màu, váy xòe cũng có 5 màu được chưa nào? Đúng rồi, em đang mặc đây là đầm xòe màu đen, cực kỳ là xinh và trẻ trung. Và em nói luôn là màu đen này mặc cực kỳ là kiểu dạng tre, kiểu dạng màu, kiểu dạng cái tông màu, kiểu dạng nào màu thần thánh luôn các chị nhỉ. Tông màu thần thánh che đi mọi khuyết điểm, từ bụng to luôn. Chị gái nào mình vai hơi to cũng có thể che được luôn, nhìn rất là mọi người. Không có đai, các chị nhìn cho em, không có đai vẫn rất là xinh cho em. Các chị thắt đai và để phân chia tỷ lệ cơ thể thôi, còn nếu không có đai không sao cả, được chưa nào? Xả váy xòe hoặc xả váy ôm nhé chị nhá, là các chị được mua với giá xả cho em. Ok, xòe màu đen bổ sung số điện thoại cho em. Nhớ rồi, em xả từ 280 em xả hết còn 140. 280 còn 140 đồng giá luôn, nhưng không cần phải hỏi cho em nhá. Đầm ôm 140, đầm xòe 140, đặt hàng chốt cho nhanh cho em. Cái lưu ý cho em cú pháp về đặt đơn hàng đó chính là xả nhá. Ok chị gái Ngữ Kiều bổ sung số điện thoại, Vượng Phúc thì bổ sung số điện thoại. Chị nào không có số điện thoại là không có đơn hàng. Được chưa nào? Không có số điện thoại mình không có đơn hàng cho em. Nói thế cho nó vuông được chưa nào? Ok cho em này. Còn chị gái nào mình đang lăn tăn, đang giang dở đơn hàng, nhanh chóng chốt nhanh cho em luôn, đó chính là gì ạ? Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn này. Em đang mặc đây là đầm xòe màu đen các chả nhỉ. Ngoài tông màu đen bên em còn có tông màu da, tông màu trắng, tông màu hồng, tông màu đỏ và cuối cùng là tông màu đen. Ok, mặc luôn xòe trắng đây các chị gái ơi. 280 còn 140 cho sợ SM và L. Riêng XL là 145.000 cho em các chị gái nhá. Hàng đầy đủ size, số phục vụ tất cả chị gái mình luôn. Hàng đầy đủ size SML, XL, riêng XL đã thêm 5.000 là các chị nhớ giúp em này. Bình thường những chỗ khác bán lẻ nó sẽ tính đồng giá các chị luôn, nhưng bên em bán buôn, bên em bán lẻ rẻ hơn cả giá bán buôn mà các chị đang được mua với giá xả nhá. Những chị nào cứ comment đúng cú pháp ở trên này là được chốt với giá xả. Xả là bao nhiêu? Xả có 140.000 một cái váy ren thôi. Váy ren tay lỡ như này các chị mua đâu được, được chứ nào? Ship toàn quốc 30-35.000 tùy xa gần chị gái nhá. Rồi ok, từ 40 đến 65 cân đặt hàng. Đặt hàng trong một dòng comment cho em. Mã sản phẩm là xả váy kèm màu cộng số điện thoại trong một dòng comment cho em nhá các chị gái nhá. Để mình tránh sót đơn hàng, được chứ nào? Ok, liễu ra bổ sung số điện thoại cho em. Bởi vì em sao? Bởi vì rất nhiều chị comment ở trên này, comment xong đợi đến ấn tiếp số điện thoại là bao nhiêu đơn hàng nó chèn lên rồi. Cho nên anh em không thể nào đọc được hết. Nhớ theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước được chưa nào? Nhớ giúp em nhá, theo dõi fanpage của em ở chế độ xem trước để đặt hàng mua hàng với giá rẻ. Lúc nào hàng cũng rẻ, đảm bảo là không rẻ nhất hành tinh nhưng phải rẻ nhất Việt Nam luôn. Váy xòe của em có 5 màu, váy bộ ôm cũng có 5 màu luôn. Nhớ giúp em này, 55 cân mặc size L cho em, mặc thử màu đỏ chờ một chút chị nhá. Chị nào lấy mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại, chờ một chút em lên váy ôm màu da nhá chị nhá. Lấy hai cái mà mặc. Em nói thật, lấy lên một xòe một ôm, bình thường 280 chỉ mua được một cái thôi. Bên em đây này, mấy hôm nữa là chuyển qua bán len, bán dạ, bán phao rồi, làm gì còn thời gian để mà bán váy ren cho các chị nữa. Váy ren ship Hà Nội 25.000 cho em. Thời tiết bây giờ nhá, các chị cứ mặc váy ren đến Tết cho em được chưa nào? Hai bộ 280 cho em được chưa nào? À, em đang mặc đây là mã sản phẩm xòe màu trắng, mình mặc xinh như công chúa luôn các chả nhở. Mặc cái váy này chồng không yêu, người yêu không chiều, đến đây bên em trả lại tiền luôn các chả nhở. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Các chị mặc váy của bên em vào xinh như một nàng tiên luôn. Con gái mặc váy là đẹp nhất luôn các chả nhở. Khó mặc đến mức nào luôn. Những cái váy mặc tùng xòe ấy, những cái váy mà tùng xòe quá nhiều ấy, nó rất là khó để mình mặc. Lồng lộn quá này. Lồng lộn quá này. Lồng lộn quá như thế này này. Rồi ok, có dám mặc đi đâu đâu. Mua về xong là cứ để đấy thờ thôi, có dám mặc đi đâu đâu. Cứ đi. Đấy, chị nào còn bây giờ còn đây là những cái dòng hàng thiết kế này. Đây là những cái dòng hàng thiết kế của bên em này. Mặc những cái váy này các chị mặc đi cưới, đi chơi, đúng rồi, rất là dễ mặc và đặc biệt là cũng được mặc đi làm, đi dạy,
hoặc là mặc đi chơi, hoặc là mặc đi cuối tuần đều rất là đẹp luôn, đi chụp ảnh này rất là xinh luôn, mà rất là rẻ luôn. Xả bây giờ đang mua với giá xả có 140.000 thôi. Được chưa nào? Thêm một cái đai da đằng sau kia là thêm 10.000 cho em, hoặc là thêm một cái bông hoa đính này cũng thêm 10.000 cho em, cực kỳ là đẹp luôn đấy. Đấy các chị mình có thể đính ở đây cũng được này. Hoặc là đính ở bên rễ này cũng rất là xinh cho em các chị. Em thử đính vào cho các chị mình xem này. Thêm có 10.000 thôi. Thêm 10.000 thôi, được chưa nào? Xả váy ôm cộng số điện thoại cho em. Chị nào có số điện thoại mình có đơn hàng 60 cân bao vừa cho em, đến 65 cân cũng bao vừa cho em. Đem là nó nổi. Đấy, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em là xả đầm kèm màu cộng cho em số điện thoại nha. Em đang mặc đây là đầm xòe, ngoài ra còn có đầm ôm. Đai là thêm 10.000 chị gái nha, đai là đai da đấy ạ. Váy này của em là dài, chị nào cao tầm 1m6 trở xuống là bắt đầu dài đến chạm củ gối cho em, mà còn em dùng cả 1m7 luôn cho em. Chị nào lấy cái váy này comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng xuân thoại có 5 màu, màu trắng, màu đỏ, màu da, màu hồng, màu đen giúp em. Được chưa nào? Rồi ok, chị nào lấy váy xòe comment xòe nhá, lấy thử đầm ôm màu gì chứ? Màu da. Chị nào lấy cái váy này thì comment nhanh cho em, bây giờ em quay trở lại với mọi người về cái mã sản phẩm đầm ôm nhá. Đấy các chị nhìn cho em cận cảnh chất liệu này. Cận cảnh chất liệu này em phải dơ lên này cho các chị nhìn này. Đây là váy ôm của bên em. Đây là váy ôm của bên em, từ 40 đến 65 cân mình có SML, XL. Mình có size SML, XL cho em, từ 40 đến 65 cân, sẽ thử đủ màu cho mọi người luôn. Đây đầm ôm của bên em là gen teo họa tiết. Gen teo họa tiết vân gen rất là đẹp luôn. Có đủ size SML, XL từ 40 đến 65 cân và có 5 màu. Màu đen này, màu đỏ, màu hồng, màu trắng và màu da. Ấy, chị nào thích nổi bật lấy trắng với đỏ, chị gái nào da hơi ngăm một chút lấy màu đen và màu lấy màu hồng và màu da, còn chị nào có da có thịt và thích cá tính một chút thì mình lấy màu đen cho em. Mẫu cao 1m68, nặng 50 cân chị ơi. Đặt hàng comment cho em là mã sản phẩm kèm màu cộng xuân thoại, muốn mua váy nào với giá xả đặt hàng cho em, được chưa nào? Đúng rồi, mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn các chả nhở. Em đang mặc đây là đầm xòe màu da này các chả ơi, cực kỳ là xinh luôn. Đấy, ngoài màu da thì bên em còn có màu đen, màu đỏ, màu trắng và cuối cùng là tông màu hồng các chả nhở. Màu nào cũng dễ mặc luôn. Chị gái nào mình thích mình mua thêm một cái cài nơ này. Đấy, cài mình có thể cài ở giữa hoặc cài bên rễ đều ok luôn cho em, được chưa nào? Đấy, váy của em không kèm hoa nhá các chị nhá. Nếu kèm hoa là 150.000 cho em, nếu mà mua hoa là 150.000, mua thêm đai là thêm 10.000 cho em, được chưa nào? Ok này, váy ôm màu trắng cho chị nhìn cái. Đây màu trắng, chờ một chút chị nhá. Đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm cộng màu cộng số điện thoại cho em. Cực kỳ là xinh luôn. Từ 40 đến bao nhiêu ạ? Từ 40 đến 65 cân là mình có size vừa. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em nhở. Là xả váy ôm kèm màu cộng trên số điện thoại. Váy ôm này bên em có đầy đủ 5 tông màu. Đó là tông màu đỏ bay, tông màu bỏ nổi bật, tông màu hồng dễ mặc, tông màu da cực kỳ là sáng da luôn. Và cuối cùng là tông màu trắng, ngoài ra còn có tông màu đen thần thánh, tông màu che khuyết điểm luôn này. Chị gái nào mình ưng mã sở nào, nhanh chóng chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn 280 còn 140, 280 ngày hôm nay chỉ còn là 140. Chị nào muốn mua thêm đai hoặc muốn mua thêm tóc cài là thêm 10.000 cho 10.000 em, nhớ giúp em nhá. Đặt hàng comment cho em này, bởi vì làm sao? Bởi vì em không bán chung, bởi vì làm sao? Bởi vì là nhiều chị mua 3 cái váy chỉ cần một cái dây lưng thôi. Mua 3 cái váy chỉ cần một cái tác cài này thôi, chỉ cần mua một cái thêm có 10.000 thôi. Được chưa nào? Đặt hàng comment cho em nhá. Ok, chị nào muốn mua thêm đai là mua thêm 10.000 cho em. Đặt hàng comment cho em nào. Mã sản phẩm xả kèm mã sản phẩm cộng màu cộng số điện thoại là được chốt với giá xả. Đúng rồi, mã sản phẩm ngày hôm nay có 2 màu các chị ạ. Mã sản phẩm ngày hôm nay có 2 mã, đó là mã đầm ôm và mã đầm xòe. Chị gái nào thích tùng xòe thì lấy cho em mã xòe, lấy mã ôm body thì lấy cho em mã ôm body. Bây giờ em thử ôm body màu trắng các chị gái nhá. Đời các chị ơi, quá là đẹp luôn này. Đây là màu trắng này, rồi ok mặc màu đen, chờ một chút em lại quay lại màu đen cho mọi người nhá. Hai mã ngày hôm nay giới thiệu chị gái đấy là chính là mã xòe và mã ôm. Nhớ giúp em này, từ 40 đến 65 cân SML, XL. Có 4 size cơ, hàng có đủ size, hàng thiết kế có đủ size, không phải hàng free size. Nhớ giúp em đủ SML, XL. Đấy các chị nhìn đây, hàng và đầm ôm của bên em có màu đen, màu đỏ, màu hồng, màu trắng và màu da. Từ 40 đến 65 cân, mã xòe của em cũng có màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu da và màu đen, được chưa nào? Rồi ok, có kiểu nào qua gối không ạ? Rồi ok, mã kia. Thực ra là cái mã kia chị nào cao tầm dưới 1m6 là qua gối cho em. Nhớ giúp em nhá, bởi vì làm không phải qua gối mà bắt đầu chạm ngang củ gối cho em. Bởi vì em người mẫu em cao 1m7 cơ. Được chưa nào, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà cao 1m7 nhá chị nhá. Ok, chị nào lấy mã này của em thì là đấy các chị nhìn cho em màu hồng nó rõ vất nhất 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 cái vân gen này. Các chị có nhìn thấy cái vân gen không ạ? Nó làm cái đường thiết kế xéo thành hình chữ V ở phần cổ này. Tạo cảm giác cái phần ngực của mình rất là xinh luôn. Cái khuôn ngực của mình rất là đẹp cho cái mã này luôn. Chị nào lấy con mã này thì comment nhanh cho em là đầm ôm nhá. Xả đầm ôm kèm màu cộng xuân thoại cho em. Đây là đầm ôm màu hồng này.
màu đỏ này, màu đen, màu da và màu trắng luôn. Đây các chị nhìn cho em này. Đây, đẹp chưa? Đẹp chưa các chị này? Bây giờ bỏ cái nơ này ra là các chị biết ngay là cái phần cổ nó đẹp như thế nào. Đấy, các chị nhìn cho em này. Không cần cái nơ nhá. À, đôi khi nhiều chị mua 3-4 cái váy của em, nếu mà bán kèm chung cái hoa thì nhiều chị mua hai cái váy lại hai cái hoa mà không cần thiết, thế cho nên em bán, em chỉ bán váy thôi. 140.000 cho một chiếc váy. Chị nào mua 2-3 cái váy thì mua một cái đai, mua một cái đai hoặc một cái nơ là được rồi. Đúng được rồi. Thế nào? Đấy, em đang mặc. Em đang mặc đây là đầm ô màu trắng á chả nhỉ? Em đang mặc đây là đầm ô màu trắng này. Ngoài màu trắng em còn có tông màu đen như Mana Canh đang mặc, tông màu hồng này, tông màu đỏ và cuối cùng là tông màu da. Ưng tông màu nào chốt nhanh cho em đó chính là mã sản phẩm, đó là đầm ôm kèm màu cộng xuyên toàn lên em vào đơn các chị ạ nhở. Cứ mua một váy là lưu ý cho em này, lưu ý cho em cứ thêm đai và thêm một cái táp cài đính hoa này là thêm 10.000 cho em, thêm cả đai cả hoa là 20.000 cho em các chị ạ nhở. Giá rất là rẻ luôn các chị gái, mà mình kiểu dạng đây là bên em mua được một vạn chiếc cho nên là giá bán cho chị gái 10.000 thôi, chứ các chị gái mà đi ra ngoài ấy nó phải chém đẹp 15.000 là rẻ nhất. Ngoài ra còn là 20-30 cái này nhá. Ok này, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em nhá. Bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em. Xả váy ôm hoặc xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn giúp em. Được chưa nào? Từ 280 ngày hôm nay em xả hết đồng giá còn 140. Ai đặt hàng cứ thế comment chốt nhanh cho em. Đây là váy ôm màu trắng này, váy ôm màu trắng, màu đen này, màu hồng này các chị nhìn này. Đấy, màu hồng này, màu hồng này, màu đỏ này và màu da luôn, từ 40 đến 65 cân nhá. Đúng rồi, từ 40 đến 65 kg chắc chắn cam đoan là có size vừa tất cả các chị gái mình luôn. Cho nên chị gái nào mình trong khoảng cân nặng đó, nhanh chóng chốt nhanh cho em nha. Bên em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Bên em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn chị gái nào mình đang lăn tăn, chốt nhanh chốt gọn và chốt lẹ cho em mã kèm màu cộng dưới này. Đúng rồi, đặt lấy hai cái mà mặc. Nói đúng thật rồi. Luôn, đặt hai cái về mặc. Đây là đầm ôm màu đen được chưa nào? À, đầm ôm màu trắng. Đầm ôm kèm màu cộng số điện thoại. À, váy ôm. Thì thử màu hồng chưa? Anh nhớ, anh nhớ rồi. Xả nhớ. Váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em nhá, được chưa nào? Như chưa thử màu hồng. Chẳng nhớ. Rồi ok, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhé. Tôi thử đi thử. Rồi ok, đặt hàng các mình chốt nhanh cho em nhớ, chỉ có 100 bao nhiêu thôi, rẻ thế mà. Chỉ có 140.000 thôi. Đấy, các chị này có 140.000 cái con váy ren này thôi. Có tất cả là 5 màu cho mọi người lựa chọn luôn nhá. Mã nào cũng có 5 màu luôn cho em. Xòe cũng có 5 màu mà ôm cũng có 5 màu cho em. Ấy kia của em là màu đen này. Nói chung là 5 màu giống nhau, đen, đỏ, trắng, hồng, da, 5 màu cơ bản. Váy ren nào cũng là 5 màu cơ bản đấy thôi, nhưng mà là kiểu dáng nó sẽ khác nhau. Nhiều chị lấy đến bao nhiêu cái váy của bên em rồi. Thế cho nên là đấy các chị, nhiều chị, nhiều rất nhiều chị là có đai rồi. Thế bây giờ các chị không mua thêm đai nữa, các chị chỉ cần mua váy 140.000 thôi. Đây này các chị nhìn này. Ren đẹp chưa? Ren quá là đẹp luôn. Không phải nói nhiều luôn. Từ 40 đến 65 cân nhá. S, M, L, XL, ok này. Có số điện thoại mình có đơn hàng, mình chú ý nghe điện thoại giúp em nhá. Mình để ý điện thoại giúp em để bên em gọi điện xác nhận tư vấn nè. Đấy các chị nhìn cho em này. Ôi dồi ôi, đẹp quá luôn. Các chị nhìn cho em này. Ở phần cổ có đường ren thiết kế này. Ở phần đây cũng đường ren thiết kế luôn của mã đầm ôm này. Rất là xinh luôn. Đây là đầm ôm màu hồng này. Đúng rồi, em đang mặc đây là đầm ôm màu hồng các bác nhá. Đó, em đang mặc là đầm ôm màu hồng. Cực kỳ là xinh luôn và mặc cái màu này rất là sáng da. Đây các chị nhìn cho em này. Ôi dồi ôi, phần cổ này. Thêu thêu ren thêu sò này, cực kỳ là xinh luôn này. Từ đấy. 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em nhá. Chị nào đặt mã này comment cho em là xả váy xòe xả ôm. Váy ôm. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đen đỏ trắng hồng và da các bác nhỉ. Đen đỏ trắng hồng và da. Ưng tông màu nào chốt nhanh cho em là xả đầm ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Hiện tại bây giờ bên em xin phép chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Chuẩn bị kết thúc livestream ngày nay rồi, còn vài phút nữa thôi. Đúng rồi. Còn chị nào mà lăn tăn mà giang dở đơn hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em. Đây các chị quay nghiêng nghiêng cho các em xem này. Quay đằng sau cho các chị xem này. Đấy các chị nhìn cho em, đây là đằng sau rất là xinh luôn, thẳng lưng lên. Rồi ok. Đặt hàng comment trên là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em được chưa nào? Đúng rồi, còn bây giờ em xin phép được chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn bác nào chưa đặt hàng thì nhanh chóng chốt nhanh cho em. Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Bao nhiêu tiền ạ? 280 ngày nay còn 150. À 280 còn 140 các chả nhỉ. 280 còn 140 cho S, M và L. XL là 145.000 cho em. Mua một hoa thêm 10.000, mua một đai thêm 10.000, mua cả hoa cả đai thêm 20.000 cho em các chả nhỉ. Đúng rồi, bây giờ bên em xin phép chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn chị gái nào mình lan tăn có đang giang dở đơn hàng, nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc, đó chính là gì ạ? Xả đầm ôm hoặc xả đầm xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Sau khi kết thúc
livestream em muốn lên đơn hàng thành công tất cả các chị gái. Sau đó bên em sẽ kết thúc livestream. Chị gái nào mình mới vào xem live chưa xem rõ dáng và chưa xem rõ tất cả các màu, tí nữa xem lại live, ưng mã sản phẩm nào chụp ảnh màn hình vào inbox cho bên em các chị gái nhá. Còn bây giờ bên okay, em này, đúng rồi, này. Chị nào lấy cái mã này comment cho em nhá. Ok, Lan Nguyễn Thị bổ sung số điện thoại cho em. Chị nào lấy mã này comment nhanh cho em là gì ạ? Rồi ok, xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại hoặc là xả gì cũng được, nói chung là lấy cái gì cũng được. Ok này, bây giờ còn chị nào? Ok này, còn chị gái nào mình chưa đặt hàng thì nhanh chóng chốt nhanh cho em. Đấy đi. Rồi ok này. Rồi ok, đổi váy xòe màu đen ạ. À, các chị ơi, chốt lại cho em nhá. Chị nào muốn lấy cái nào chốt lại cho em đơn hàng chuẩn xác trong một dòng comment cho em. Xả váy ôm hoặc xả váy xòe, hai dáng này đều đồng giá 140.000. Ship toàn quốc 30-35.000 tùy xa gần cho em. Nhớ cho em này. Bên em đang xả nhá các chị nhá. Chị nào cứ đặt hàng comment như thế là được mua với giá xả cho em. Đây này các chị nhìn cho em này. Đấy, chất liệu ren thêu sò cực kỳ là đẹp luôn. Chất liệu rất là mềm mại nhá các chị gái nhá, chất liệu rất là mềm mại luôn. Không mềm, không lấy tiền luôn, không mềm mại, mặc vào người rất là xinh luôn. Chị nào lấy con này comment cho em là gì ạ? Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em là được mua với giá xả 140.000, bình thường là không mua với giá xả là 280 đấy. Không mua với giá xả là 280.000 cho em, xòe cũng 180, xòe cũng 140, cũng 280 xả còn 140. Đấy các bạn nhá. Đấy. Bác nào mà mình mua thêm cái cài hoa này cũng rất là xinh này, cài hoa cho mình. Đấy, ai lấy cái mã này chốt nhanh cho em nhỉ? Là xả đầm ôm kèm màu cộng cho em xuyên thôi. Đúng rồi. Em đang mặc là tông màu đen. Đúng rồi, chị nào thích mua thêm cái tắc cài này thêm 10.000 cho em nhá. Rồi ok. Đây cái váy này quá là đẹp luôn này các chị, em thấy cái váy này đẹp. Màu đen này xinh. Nói chung là riêng em thấy con váy này là đẹp bởi vì các chị nhìn cho bên em bên trong lớp lót màu da. Đấy, bên trong lớp lót màu da đến như cái là phần kiểu là đến da phần người luôn. Này. Đúng rồi, nó liền với cái phần da người luôn, tạo cảm giác như mình đang mặc liền như này nhưng mà rất là đẹp, nhưng mà ở cái phần trên mình rất là thoáng, mình không bị nóng đâu nhá. Mình không bị nóng đâu. Bắc Trung Nam mình mặc quá xinh cho em, có đủ size S, M, L, XL. Chị nào lấy con này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại. Chị nào lấy hai cái comment cho em là xả váy ôm cộng màu này, xòe cộng màu này, cộng số điện thoại, lấy hai cái mặc. Nó thật luôn các chị luôn, tâm sự thật luôn. Váy đẹp như thế này cơ mà. Đúng rồi. Quay nghiêng. Ôi giời ơi, xuất sắc. Phải nói là xuất sắc luôn. Bây giờ bên em siết chuẩn bị kết ra chi rồi. Còn chị nào mà đặt hàng chốt nhanh cho em nhỉ? Ấy mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn này. Em đang mặc đây là đầm ôm màu đen các chả nhỉ. Ngoài tông màu đen này bên em còn có màu đỏ, màu trắng, màu hồng và cuối cùng là tông màu da. Đầy đủ size S, M và L và XL nữa. S, M, L là 140, XL là 145.000 cho em, đừng tụi màng nha. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả đầm ôm hoặc là xả đầm xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại. Đồng giá bao nhiêu tiền ạ? Đồng giá là 140.000 các chị gái nhá. Xả đồng giá 140 cho FML, XL là 145.000 cho em nhá. Đấy, rồi ok, còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Bên em xin phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn tình yêu nào chưa đặt được hàng nhớ theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước. Váy này của em là váy ôm. Váy này của em là váy ôm. Xả váy ôm từ 280 xả còn 140 màu đen này. Ôi xuất sắc. Đấy các chị nhìn cho em này. Ok, thu hàng bổ sung số điện thoại cho em. Ai có số điện thoại em mới chốt nhá. Ai có số điện thoại mình mới được mua với giá xả. Không có số điện thoại là mình không được mua giá xả đâu nào. Được chưa nào? Đấy. Một cái váy đẹp như thế này mà không chốt là váy phí. Hai lớp các chị ạ, váy hai váy lớp và một lớp nhá. Đây, váy màu gì bên trong lớp lót màu đỏ, duy nhất màu đen bên trong lớp lót màu da, tạo cảm giác liền thân thôi này. Đấy cho nên là bác nào mà chưa đặt được hàng nhanh chóng chốt nhanh. Đúng rồi, rất là sang chảnh. Nếu mà bình thường, nếu mà mình mặc màu đen, cái nền ở bên trong cũng đen thì nhìn cảm giác nó sẽ đen xì xì. Xấu. Nó sẽ đen xì xì nhưng mà đây này, đẹp chưa? Xuất sắc nhá các chị nhá, xuất sắc. Đây là một siêu phẩm luôn. Từ 280 xả còn 140, mua đâu được cái váy ren trắng hồng mà ra. Mua đâu được khắp Việt Nam này được một con váy ren đẹp và rẻ như thế này. Quay lại đây em đền tiền các chị luôn, được chưa nào? Chị nào đặt hàng comment nhanh cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 em xả còn 140, được chưa nào? Ok, có số điện thoại, có đơn hàng, mình lấy hai cái mà mặc nhá chị gái nhá. Đúng rồi, lấy một ôm một cái xòe, lấy một ôm một xòe về mặc. Đó, hai dáng nó khác nhau, một dáng là xòe phồng tự nhiên, một dáng là ôm body. Ok chị ơi, chị nào mà muốn lấy màu nào ấy, gen, toàn bộ là đúng rồi, toàn bộ là váy ren các chị nhá. Đấy, váy ren chất liệu gì, váy ren chất liệu ren. Rồi ok các chị ơi, kho buôn của em ở Hà Nội nhá, được chưa nào? Bên em phải chỉ bán buôn không bán lẻ đâu, bên em không treo hàng đâu.
Nhớ tụi em là bên em chỉ đóng buôn thôi và đang bán ở trên livestream là bán lẻ cho chị rẻ như giá xả luôn. Giá xả luôn. Chị nào muốn mua mã nào chốt cho em trong một dòng comment cho em, kể cả muốn đổi hay là muốn gì chốt trong một dòng comment cho em để cho đơn hàng của mình nó đỡ bị nhầm lẫn. Được chưa nào? Bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay, còn tình yêu nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Mã sản phẩm kèm màu yêu thích cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn, được chưa nào? Đúng rồi, còn bây giờ bên em xin phép được kết thúc livestream tại đây. Tất cả những chị gái nào mình còn đang giang dở đơn hàng, còn đang lăn tăn không biết lấy màu gì, hoặc da ngăm không biết lấy màu gì, hoặc là mình lùn quá thì mặc màu gì cho tôn chiều cao lên, thì nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đặt hàng ở trên đây. Bên em sẽ có nhân viên đội ngũ gọi điện tư vấn các chị gái nhỉ. Đúng rồi, size bên em sẽ có người gọi điện tư vấn, chị gái Thu Hoàng nhé, yên tâm cho em. Size số mọi thắc mắc các chị gái bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp luôn, để đơn hàng lên thành công nhất và đi đơn hàng nhanh nhất, để lại cho em số điện thoại trên đây. 50kg 1m50 mặc bao vừa cho em, size M hoặc size L chị gái nhỉ. Tùy tùy nhá, bên em sẽ gọi điện để tư vấn chốt size. Còn chị nào chưa đặt được hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em. Mã sản phẩm đấy, bỏ đai ra vẫn quá là đẹp luôn. Kể cả chị nào không thích đai không sao cả, váy này của em rất là mềm mại và rất là đẹp. Đặc biệt là nó dài, nó dáng nó dài chứ không phải dáng ngắn nhá. Chất gen cực kỳ là mềm các chị nhá. Chất gen cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em, cho nó sáng lên đấy. Đấy con chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhở. Bên em xin phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay, còn tình yêu nào đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em. Mã sản phẩm kèm màu yêu thích cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn, được chưa nào? Rồi, ok, chào tất cả các chị này. Chị nào mà chưa đặt được hàng nhớ theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước, được chưa nào? Đúng rồi, để được cập nhật những mã sản phẩm đẹp và giá thành kết thúc giá thành rẻ các chị nhở. Đấy con chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Đấy con chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Ok này, chị nào có số điện thoại mình mới có đơn hàng nhá. Bên em xin phép chào các chị này. Chị nào chưa đặt được hàng thì đợi sau nhá. Chưa đặt được hàng thì vào inbox, chưa đặt được hàng thì tiếp tục comment cú pháp ở trên này để bên em chốt đơn, được chưa nào? Ok, chào tất cả chị luôn. Bây giờ em xin phép kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị nào mà chưa mua được thì nhớ theo dõi fanpage của em ở chế độ xem trước, hoặc là ở lại livestream vào fanpage của bên em để xem lại cái live mà em vừa phát xong rồi, và xem lại cái like này để biết đâu chọn được cái mẫu nào thì màu nào thì mình comment lại ở trên này cho em. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại, xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn, được chưa nào? Đồng giá 140 các chị gái nhá, đồng xả 140.000 cho ML, XL là 145.000 cho em. Xin chào tất cả các chị nhá. Ok này, 54g mặc vừa cho em size L chị gái ơi. Đấy, ok, còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Chị Đinh Thị Thu Hồng nếu muốn lấy bổ sung số điện thoại cho em. Bây giờ em xin phép kết thúc buổi live ngày hôm nay. Chị nào chưa đặt được hàng nhớ theo dõi fanpage lại và xem lại livestream, được chưa nào? Chào các chị này. Chị. Đứng ra đây. Thì nó mới không bị ơi. Lúc nãy ở bên này cực đẹp thế. Đấy, đổ ụp phát kìa. Mày cứ đứng như lúc nãy à? Đứng như bọn anh à? Thì em mới bận điểm nhá. Ok, chị Đinh Thu Hoàng nha. Chị Đinh Thu Hoàng mà lấy cho em số điện thoại nhá. Còn bây giờ em kết thúc livestream ở đây đây. Xin chào tất cả các chị nha. Ok này.